Nam. Mà ngồi thật sự là ngồi cứ cầu nguyện gặp cái ông officer, gặp cái cô này, cô officer của thấp đó. Mà cô hỏi, cô kêu em ra, rồi em tưởng đâu là thi ở đó, nhưng mà đi ra nó bấm em lên lầu 3. Lên lầu 3 thì cái phòng em thi á là bên này, còn xong thi á là cổ dẫn em tới ngay cái bên sát đây là phòng tuyên thệ. Bước vô thì cổ đi lên lầu á là cổ hỏi mo thóp cổ hỏi em là what you wake up morning. Em nói là em wake up 6 a.m. Officer, em nói what you go come here today. Em nói là what time you come here. Em nói là 7 a.m. officer. Nói em là what do you eat morning. Em nói là I drink milk. Em nói là em uống sữa. Rồi hỏi em là what the outside bữa nay như thế nào. Em nói là it is beautiful today officer. Cái câu cuối cùng nó hỏi em á là ai chở mày đến đây, mày đi với ai đến đây. Em nghe lộn. Cái em hỏi I am sorry officer. Nó nói em nghe lộn, em tưởng đâu là bữa nay là đi tới interview. Em nói cái nó nói you come here with I chở. Cái em nói oh. Cái em nói my son took me here. Cái nó đưa em vô phòng. Vô phòng xong cái phòng biểu em là ngồi có 3 cái ghế, nhưng mà em tới cái ghế đầu tiên em cứ ôm cái hồ sơ vậy. Cái nó có nói em trước rồi mà em nghe không rõ, nhưng mà nó nói mình á là ngồi cái ghế thứ 3 đó, mà nó nói là thớt. Nó nói em là ngồi cái ghế thứ 3 là thớt, mà treo là chiếc đao treo thớt. Lần đầu nó nói em nghe không rõ. Cái sau này em mới nói sorry officer one more time. Cái nó nói là như vậy, nó biểu em cái là nó chỉ cái iPad á, mày ngồi đằng trước cái iPad á để mà mày viết. Cái em biết, cái em ngồi xuống cái nó nói em là are you ready để mà mày viết một câu vậy. Cái em mới nói là yes thank you officer. Cái nó biểu em mày viết cái tay hay là cái viết, em mới cầm cái cây viết. Em cũng biết là em lấy cái đầu mềm á em viết. Cái nó để lên cho em đọc. Em đọc cái nó nói là xong rồi cái nó đọc cho em Washington DC is the world's first president. Nó nói mà nó đọc thì rõ. Cái em viết cái chữ Washington nó dài quá, em sợ nó mớ thiếu chữ. Cái em viết ra cái tay, cái nó thấy em vậy, cái nó kêu Washington was the first president. Ủa em viết xong cái em chấm, em nói I don't officer. Cái nó nói nó nhìn cô ra cái đó nó kêu em sẵn sàng mày chuẩn bị đi mày 100. Cái nó nói em nói cái em yes officer. Cái nó đọc em 6 câu, em đậu 6 câu thì em nhớ là nó nói là nó đọc em là president. Em nói là Joe Biden. Rồi cái gì market economy á đó là em đã lờ. Dạ rồi what were you rồi nó hỏi em, nó nói chung là không hỏi gì đến bầu cử hết. Hôm qua nó hỏi em á, nhưng mà có hỏi cái câu mà it got west coast á, là em hỏi Pacific Ocean. Em trả lời câu đó là em nhớ cuối cùng là 6 câu đó. Bắt đầu là nói chung cái hồ sơ em không có được tốt, giữ BBC rồi mua nhà thì 4 cái nhà 5 cái nhà. Nó hỏi tại sao mày mua nhiều vậy, nói là rent is too high. Nó hỏi quằn lại where are you married. Em lâu quá mà em I don't remember sadly long time ago. I'm sorry officer. I think about 25 years. Chắc không biết ngày ngày hay không biết cái ngày nào chính xác. Nói chung là nó hỏi em nhiều quá, là nó thấy khó, nó kiểu là không được đây. Nó hỏi em rồi chứ. Mà thiệt em nhìn là em biết nó kêu why you know. Nó hỏi em là bao nhiêu chưa đứa con. Em nói là 3 đứa. Cái nó nói em á là
nó hỏi where children live. Em nói châu ở number first, live garden row, châu ở năm second, live with me. Thì nó biết vậy mình nói vậy thôi, giờ biểu nói sao cái đó. Nói chung nó hỏi cũng kỹ lắm. Mày làm cái gì? Kêu nó hỏi quá đi. Nó hiểu là em nói là nó hiểu. Cái nó nói ok. Rồi là nói chung là tới đó là nó bắt đầu nó hỏi em. Xong rồi nó cứ hỏi em vô Minh. Với vô N400 á thì nó hỏi em hiệp vô ever đã 20 21 cái á. Đến mà khi mà sách for money á làm tới đó nó cứ hết. Nó cũng không hỏi nữa. Dạ nhưng mà nó hỏi hẹp vô ever, nó hỏi cái câu 50 đùa là nó vẫn hỏi là em vẫn là dạ cái kia là em no, cái này là em yes. Cái khi mà nghe công ty tiêu sình tới hồi đó là mình biết là tới hồi là dạ. Dạ. Nhưng mà nó hỏi em cũng là 7 cái mình. Nhưng mà khó khăn cho em là cái lúc đó là em vừa quản là nó hỏi mà con tư nít sầm á thì no freedom ID up commerce. Em trả lời y như bài em học thôi, nó nói for example em nói là Việt Nam and China no freedom. Cái nó nói nó hỏi em á là tu hot person, nó hỏi person. Cái em mới nói là bắt buộc to make someone do something thì cái câu đó nó cũng cho qua. Nhưng mà tới mà nó hỏi em có bị tiết kiệm đó thì cái đó thì dễ rồi, mấy cái đó thì dễ, hai ba cái đó dễ. Nhưng mà nó hỏi em medicine benefit, cái em nói là something happen in medicine. Nó hỏi em là for example, em nói have a drink coin. Cái nó nói ad has been sponsor me, bảo lãnh em qua đây mà em nghe tiếng là illegally rồi có trả tiền hay không, là bất hợp pháp có trả tiền. Em nói em nghe cái đó em no officer, mà cái đó em không học thật, không học mà sao biết, mà cái linh thính của mình là mình nghe như vậy. Là nó hỏi em, tôi hỏi em cung tài luôn, cái nó hỏi em sách for many á, nó hỏi em cái đó nè, cái đó em cung tài lại là nó thấy em run rồi đắt lại cái nó nói are you set for many? No officer. Why? Are you sure? Yeah, officer. I am half a job. Bạn bị xích chứ thôi. Vậy thôi. Rồi nó hiệp chung em và rồi nó bắt đầu là công ty tiêu trình này. Xa này nó cái có cái là em làm rớt cái iPad là nó hết em cái iPad đó. Với là nó giúp em cái iPad nó cho ai nó quay lại để cho em sợi lên em ký. Rồi nó giúp cho em một cái tờ giấy mà 8 chữ á. Nó nói là mày có đi ra ngoài nước Mỹ cho khi mày nộp đơn, rồi mày có cái khô một cái gì đó. Là dạ, mình nó cái em nó nô một cái thôi, cái nó ré. Cái nó viết cái chỗ mà em thi á, nó viết vô cái tờ giấy đó, cái nó biểu em mày đi cái địa chỉ mày vô đây, rồi này kia rồi xong. Nhưng mà 40 phút ở lại như nói chung là em cũng học kỹ, em học kỹ, em không học minh là em rớt. Em 40 phút là đó. Nha, 40 phút. 40 phút chị. Em 8:30 mà em thi có 8:15 thôi. Mà nó hỏi em cầu thang lên. Đi bạn. Nó hỏi cầu thang là em biết rồi. Em tưởng nó mò thoát một hai chữ thôi. Mò thoát nhiều quá. Em đi vô cái thâu bắt đầu là bà bỏ dài mà bà mắt bà đeo kính bà gõ bà hỏi biết mà trúng em học được thì y như vậy đó. Em trả lời sao là y em trả lời với nó vậy. Em trả lời em cứ biết được cái gì là em cái sao này. Nó thấy em run, nó thấy lúc đó là em hỏi cái câu ngoài lề mà em medicine đó là em thấy là cái câu đó là nó hỏi ngoài lề rồi đó, là chỉ rớt rồi đó. Rồi nó mà hỏi xuống mấy cái này là em rớt cái này, cũng nó không hỏi nữa. Nó thấy em run cái nó hỏi cái câu mà sách phong đi, bắt đầu là công ty tiêu sinh. Ồ, em. Mà công ty tiêu sinh nó cũng hỏi nhiều lắm, bê ôm rồi này kia, nó hỏi hết đó chị. Nó biểu em bê ôm rồi nó hỏi hết đó. Rồi nói chung là tới khi là nó biểu em tiêu thẻ. Em hỏi xong hết rồi, em trả lời xong hết cái nó kêu bây giờ vô để tên là up a legend. Nó kêu rồi, nó biểu nó đứng lên, nó giơ tay, nó kêu em tiêu thẻ, em tiêu thẻ. Rồi, xong. Thank you. Thank you, Miley. Good. Khi nào Miley biết là mình đậu trong cái nó nói luôn cái lúc mà nó nói em là pass nha, bài pass là viết ấy là mà các con này được có cái là em vừa con tiêu sinh là nó nói correct
chuột phải. Nó nói vậy đó, là nó cho em biết luôn lúc đó luôn. Em không hồi hộp là em ngạc nhiên, cái em ơi cô cho em đi. Nó nói no, you sit down, quên đi. Cái mà nó dễ thương là có cái nó dẫn em qua cái lầu ngay cái chỗ mà để mà em chờ em đi. Có nghe có bà Mỹ kìa, bà nói tiếng Anh rành lắm. Từ vì lúc em có bả vô nộp hồ sơ mà em có bả đi lên cái cầu thang. Dạ. Mà cái bà Mỹ đó bả nói chuyện giỏi lắm mà bả rớt, bả không thuộc miên. Không thuộc viên. Bả với em ngồi nói chuyện luôn mà. Cái kêu mày đi lách rồi không? Tao đi lách rồi nó kêu mày đi. Cái mà hai đứa nói chuyện mà em biết là mà cuối cùng bả rớt miên, bả không thuộc miên. Rồi bây giờ Mai Ly cảm tưởng như thế nào về cái trường của chúng ta đó, bạn bè em, như thế nào? Em thì không biết, nhưng mà em đến đây em học, nói chung là em học thì em thấy là mình phải nên học. Và em đúng là hồ sơ em là rất là khó, em là phải rớt á, nhưng mà em được công cái là em tự tin và em học. Em nói trên đường và em nói với bạn em, tao học quá kỹ rồi mà thật sự tao rớt á thì do nó nói là tôi vô là do officer chứ tao không có giận mày, nhưng mà mày ré đi hết rồi. Nhưng em học rất là kỹ, thầy cô biết là min là em học sạch luôn, em học sạch min, em nhiễm mà em thuộc hết, em thuộc min hết. Còn á hả, lịch sử là em nghĩ em về cao là em exchange thôi, chứ còn nói chung là phải tự tin, tự vì nhờ có cái là em mo thoát. Em nói chung em nghe được người Mỹ, em tiếp xúc và em nghe em quá nhiều, em với đậu. Chứ còn thật sự ra em đi là mà học mà lớ mớ chắc em rớt rồi, tự vì cái hoàn cảnh của em nó hơi ấy quá. Dạ, thành ra em nghĩ là mình phải nên học và min á hên xui, chứ không phải là nói ô không học min. Học min mình cứ tự tin, đến khi vô mà nó bắt min không thuộc thì rớt, uổng cái công cho mình học một lần đầu tiên mà nó rớt rồi. Em nghĩ là xa này là rất là mình thất vọng và mình nản. Lần đầu tiên mấy cô học cho kỹ, học cho kỹ để đi thi một lần đầu tiên là lúc đó đó mình pass được là mình khỏe lắm. Theo như cơ em nghĩ đó, em nghĩ ta mà rớt làm cái ta nản lắm. Em nghĩ vậy mà thiệt em nghĩ có hồi xưa em thôi mấy chị ơi, mua nhà 4-5 cái thôi, vô đó hỏi ngớ ngẩn mà không biết trả lời là rớt cái khúc của vali rồi. Nó cái đó là em nói là nó hỏi mà đến sinh nhật của ổng nó cũng hỏi luôn. À, nó hỏi tại bây giờ que. Ồ, nó hỏi em mà chứ how, làm sao mày meet cái husband. Nó nói là my friend introduce me. Cái nó nói em who. Cái nó em nói là em suy nghĩ cái chị Tâm nó không ra cái chị. Em lấy mẹ nó cái tên Hạnh, em nói đi. Em kêu Hạnh. Cái nó nói Where who live? Em nói là Việt Nam. Hồi đó là nó hỏi đến nhảy luôn. Đúng cái con này nhân nhỏ hỏi nhiều quá. Hay là gió của Hồng Sơn mình nói. Ok, good. Dạ. Rồi.